Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món dưa leo và rau củ quả ngâm chua nha. Công thức làm món rau quả ngâm chua này mình học từ một người chị gái người Nhật Bản. Nó có thể được dùng để ăn với cơm, hoặc là ăn vặt với lại là cá viên chiên, hay là ăn với mì, đều rất là ngon. Để chuẩn bị, chúng ta sẽ cần có dưa leo, bắp cải, ớt chuông và cà rốt. Nếu chúng ta thích ăn loại rau quả nào nhiều thì chúng ta sẽ dùng nhiều loại đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần nước. Đầu tiên chúng ta sẽ cần 2 chén nước, tức là khoảng 500ml. Tiếp theo là đường. Mình dùng một nửa chén đường, khoảng 100g. Kế đến là nước tương. Chúng ta sẽ dùng một chén nước tương, tức là khoảng 200ml nước tương. Bây giờ mình sẽ đun sôi cái hỗn hợp này ở trên bếp. Khi nước sôi thì mình tắt bếp và mình sẽ chuẩn bị giấm. Ở đây mình dùng giấm nho, còn các bạn có thể dùng giấm táo hay là giấm làm từ rau củ quả. Loại nào cũng được. Mình thấy giấm nho hoặc là giấm táo thì nó rất là thơm. Mình sẽ cho vào ở trong cái nồi nước tương lúc nãy đã đun sôi, mình đã nhắc xuống rồi đó, thì mình sẽ cho vào đó 1,5 chén giấm. Như vậy là tổng cộng ở đây mình đã dùng 2 chén nước, 1 chén nước tương, nửa chén đường và 1,5 chén giấm. Mình sẽ tiếp tục để cho cái nước này thật sự là nguội. Và bây giờ thì mình sẽ đi cắt rau củ quả. Mình cắt củ cải thành những cái miếng vừa ăn. Sở dĩ mình đợi nấu xong nước và trong thời gian đợi cho nước nguội thì mình mới cắt rau củ quả là bởi vì nếu mà mình cắt rau củ quả sớm thì nó sẽ, theo thời gian nó sẽ làm giảm mất cái độ ngon, cái chất dinh dưỡng ở trong rau quả. Bây giờ là tới bắp cải. Mình cũng sẽ cắt bắp cải ra thành những cái miếng vừa khoảng 2 ngón tay đó các bạn. Chúng ta sẽ cho củ cải cà rốt vào ở trong lọ trước, rồi tới bắp cải. Kế đến là mình sẽ cắt ớt chuông. Sau đó mình sẽ cũng xếp ớt vào ở trong lọ. Mình xếp theo thứ tự như vậy là bởi vì cà rốt thì nó lâu chua hơn, cho nên là mình để nó ở dưới cùng. Bây giờ thì mình sẽ cắt dưa leo. Mình cắt ra thành những cái đoạn nhỏ nhỏ như thế này. Bỏ bớt phần cuốn đi. Xếp dưa leo vào ở trên bề mặt. Bởi vì dưa leo là loại mà nó mau ngấm nước tương và giấm và nó mau chua hơn hết, cho nên là mình xếp nó ở trên cùng. Bây giờ thì cái nước tương, giấm và gia vị mình đã nguội hẳn rồi. Nó còn ấm ấm là được nha các bạn. Chúng ta sẽ cho cái nước này vào ở trong rau quả. Làm sao mà rau củ quả của mình nó ngập hoàn toàn ở trong nước ngâm là được. Với công thức ngâm chua này thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ
và chúng ta sẽ thành công ngay cái lần đầu tiên mà mình làm. Nó không khó như là những cái món kim chi hay là món cải muối chua, thì những cái món kia thì mình thấy là nó khá là khó đối với mình. Bây giờ mình sẽ đậy kín nắp lại và để ở trong nhiệt độ bình thường ở bên ngoài nha các bạn. Thì chỉ khoảng một ngày sau là chúng ta có thể dùng được rồi. Đây là món dưa leo và rau quả ngâm chua sau khoảng một ngày nè các bạn. Dưa leo, ớt chuông và bắp cải đã sẵn sàng dùng được rồi. Nó thấm gia vị chua chua và ngọt ngọt, cũng như là thơm mùi nước tương. Chúc các bạn thành công nhé!